Rồi, chào các bạn. Ở đây là đơn hàng của bạn Thanh Trúc ha. Bella 10318 thì bộ này cũng lâu lắm rồi. Cái này là mình thay một cái vỏ hộp khác ở nhà mình cho bạn đó ha. Tại vì mấy cái hộp mà lúc mình lấy hàng đó, nó nát bét hết luôn rồi. Đây là cái vỏ hộp đẹp nhất nhà mình có luôn. Đây nè, các bạn nhìn cái hộp cũ rồi nó rất là nát luôn. Nát tương bừng. Giờ hai hộp còn lại ở nhà nó cũng nát vậy luôn các bạn. Xong rồi các bạn. Thì Tết thì phải qua mùng 6 ha. Mùng 6 Shopee mới hoạt động trở lại, thì đó là chủ nhật. Thì sang ngày thứ hai mấy shipper người ta mới đi làm lại các bạn, nên là phải mùng 7 thì mình mới gửi hàng được. Ok.